Hiện trạng ngôi chùa nhà tôi là bây giờ xuống cấp trầm trọng, cả tượng Phật và cả trên các ban bệ cùng với mái nhà, nóc nhà là đều xuống cấp hết ạ. Dịp mưa gió thì hai xối và những các hành lang là nước ở trong nhà như ở ngoài sân đấy. Bên trong thì tượng Phật ấy là hai bên dãy La Hán, về bên tay trái tay phải ấy là xuống tượng Phật là xuống cấp hết. Bên Đức Phật Tuyết Sơn, bên Đức Ông, ba pho bên Đức Ông, ba pho bên Đức Thánh Hiền là đều xuống cấp hết. Ở giữa ngôi Tam Bảo thì Nam Tào Bắc Đẩu đều hỏng hết. Khi về chùa và nhìn vào những ngôi tượng, những pho tượng mà đã bị xuống cấp thế này, thực sự là một người Phật tử mình rất là đau lòng. Dãy pho tượng thì có những pho thì đã bị vỡ mất 80%, có những pho tượng thì mất hết cả đầu, có những pho tượng thì vỡ hết cả tay, và hai bên tường thì mình có nhìn thấy thì đã bị lứt và vỡ gần như là 100%, và rễ cây đã xuyên hết vào rồi, thì thật sự mình cũng rất là đau lòng. Ngôi chùa Báo Ân cũng là một trong những ngôi chùa đã được huyện đưa vào danh mục để tu sửa trong thời gian tới đây. Nhưng bởi vì một ngôi chùa đã niên đại lâu năm rồi, cộng thêm với một cái hiện tượng là cúng Phật tử đến nhưng mà lại cái thần kinh không ổn định, cuối cùng là nảy sinh ra cái tình trạng là phá, nên ngôi chùa đang xuống cấp lại càng làm biến dạng đi. Và năm 2018 là sở và thành phố Hà Nội cũng đã đầu tư kinh phí để tu sửa cấp thiết cho ngôi chùa Báo Ân này. 800 triệu đồng này là phục vụ cho việc chống đỡ cấp thiết tức thì để tránh sụp đổ. Còn trong thời gian tới và đặc biệt là chiều hôm qua, tôi cũng đã tháp tùng đồng chí chủ tịch huyện về làm việc với xã Đông Quang và cũng đã đưa vào lộ trình để tới đây huyện sẽ quan tâm đầu tư tu bổ ngôi chùa này.